Rồi, xin chào mấy anh em ha. Bữa nay em giới thiệu cho anh em mấy mẫu đứa câu mà anh em cho anh em tham khảo nghe nè. Mỗi mẫu heo ha. Thái nghe nè. Câu anh em làm kỹ lắm ha, đẹp lắm ha. Mũi ngạnh là anh em nè. Thì lưới câu anh em làm chiên năm má đào với mắt nghe nè. Số 3 nghe nè. Đẹp lắm, câu đẹp lắm nghe nè. Mẫu heo ha. Thì anh em cần mẫu nào alo em nghe nè. Mẫu heo ha. Thép là thép nguyên liệu cũng rất tốt nghe nè. Thì lưỡi câu thì em bán hồi đó giờ lâu nghe nè, bán ở nhà. Bán hồi đó giờ em làm nhà, anh em lại anh em quen lại nhà mua nhiều lắm. Còn khi mà bán đăng clip trên YouTube này thì em cũng mới bán đây nghe nè, khoảng 5-6 năm nay. Thì cũng được anh em nhiều anh em thương anh em ủng hộ nữa. Thì lưỡi câu bên em á thì nó có hai loại, là cái loại đu liền và loại đu ghép. Thì loại đu liền như vậy nè, gọi là cái loại em đang giới thiệu nè, loại này loại liền ha. Loại này thì nó mắc hơn, cái nó cao cấp hơn cái loại kia nghe anh em. Đuôi đập dẹp, dẹp phân hổ 5 gan nha nè ha. Thấy tốt tốt rồi. Mũi ngạnh thì anh em vẫn mới nói ha, em sẽ giới thiệu cho anh em cái mẫu heo trước ha. Thì cái mẫu heo này anh điện hàng bên em thì nó có hai dòng đồng điện và đồng cỏ, em để cũng đồng giá nhau thôi, thì theo sở thích anh em. Cái đồng điện này thì thép em xe đo lại nha. Thì khi mà cái thép đồng điện này xe lại, nhất là cái độ đàn hồi nó cực kỳ tốt nha nè. Khi cá cắn là nó sẽ phục vô trong này, còn mà với lại nó không có chạy tới chạy lui nữa, anh em xài không có chạy tới, nó không có chạy tới chạy lui nghe nè. Chạy tới luôn cá nó nhát, nó lộn thép ra cá nhát. Cái mẫu này là mẫu heo nè. Mẫu này 10 anh em thì 6 hết, 5-6 anh em xài mẫu này. Đẹp lắm nha nè. Câu anh em làm chiên năm má đào với mắt ha. Thì em làm theo khuôn chuẩn lắm nha nè. Thì đặc biệt là mũi ngạnh canh thức, tức là kỳ đầy đủ hết thì em làm theo khuôn ha, không phải bẻ sao bẻ nha nè. Thì bên em có là thép thì nó có lớn nhỏ 3 loại nha nè. Thì cũng làm nhiều clip giới thiệu á. Thì như là cộng 2 ly 2 thì làm nó dài từ 50-55 nha nè. Còn cộng 24-28 thì dài 60-65. Rồi như 2 cộng 2 ly 2 với 24 thì nó không có chênh lệch nhiều. Thì mình có thể kéo cá từ 2kg đổ lại nha nè. Còn cộng 2 ly 8 thì mình kéo cá 2kg đổ lên. Thì cái mẫu này, mẫu xịn bên em nha nè. Thì một cửa như đây là cộng 2 ly 2 thì em bán giá là 200 nha nè. Còn cộng 24, 28, 250 nha. Cái này từ thép cho tới làm đều kỹ lưỡng nha nè. Kỹ lắm. Rồi tiếp tục giới thiệu cho anh em thêm mẫu nữa ha. Mẫu này mẫu số 3 nha nè. Mẫu này anh em cá sống nè. Mẫu con này chiên đâm má đào, chiên đâm với là mũi mắt ha. Ngạnh cực kỳ thông nha nè. Mẫu này nè, dài 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 ngấy lắm, cưng lắm nha nè. Đó nè, biết rồi. Câu đẹp lắm nha nè. Thì ngoài ra anh em đặt điện trực tiếp em, số em để trên tiêu đề, em giao hàng toàn quốc. Hoặc là mình có thể qua bên hàng Shopee mua cũng được nha nè. Shopee, Lazada, TikTok thì bên em đều có đang bán. Bản anh em cứ gõ vô trang của em ha. Trang của em thì em có đang. Thì lưỡi câu thì em tới mười mấy loại lận, mười mấy dòng lận nghe nè. Thì khi mà giới thiệu clip thì em chỉ giới thiệu sơ lược một số mẫu thôi. Mẫu này mẫu Thái nha nè. Mẫu Thái nha. Nhiều anh em đi chơi xài mẫu này dày lắm nha nè. Mẫu này là chiên đâm má đào ha. Mười mấy mẫu luôn nghe nè. Còn khi giới thiệu clip này thì em chỉ giới thiệu sơ lược một số mẫu thôi. Thì alo em ha. Mẫu này mẫu đã lắm nha, những câu anh em giao về anh em mừng lưới nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em lần sau nghe nè. Thì anh em có nhu cầu thì alo em ha, số điện thoại để chưa đưa đề nghe nè. Giao hàng toàn quốc ha.
Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em sau nha.